Vâng, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ Dơ Quất nhé. Vâng, hôm nay đồng hồ Dơ Quất của chúng tôi lại là một video để review giới thiệu với anh em 5 mẫu đồng hồ Casio chính hãng phiên bản dây da có giá là dưới 2 triệu đồng đang có mặt tại hệ thống đồng hồ Dơ Quất của chúng tôi. Và cụ thể những mẫu đồng hồ này đang có mặt tại trung tâm thương mại Savico, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ vào xem chi tiết ngay từ sản phẩm một anh em nhé. Vâng. Em nhé. Vâng, đến với mẫu đầu tiên thì trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ Casio chính hãng đó, phiên bản về dây da màu đen này đấy, mặt là màu trắng sữa đấy, viền benzen rất là đẹp luôn. Đây anh em nhìn này, nhìn kỹ phần viền benzen của em nó cũng rất là đẹp đó. Phần viền ngoài thì được đánh xước nhé, đấy, phần viền bên trong nổi lên và phần kính này anh em ạ, phần kính này lõm xuống, cái phần viền benzen này là nổi lên để cho anh em là ví dụ chẳng hạn có va đập thì không bị ảnh hưởng đến cái phần kính của mẫu đồng hồ này. Nó cũng là một cái thiết kế rất rất là hay luôn của mẫu đồng hồ này đấy. Rồi, mã của em đồng hồ này là MTP1183E7ADF và giá có 914.000 đó. Thì đây giới thiệu với anh em luôn, thì cũng qua nhiều video thì tôi cũng nói rồi, thì đây là cái tem bảo hành chính hãng của cái thương của thương hiệu đồng hồ Casio đó, thì do anh Quê Quắt, nhà phân phối độc quyền thương hiệu Casio này tại Việt Nam đấy, chịu trách nhiệm bảo hành cho anh em về mẫu đồng hồ này đó. Thì chúng ta chỉ cần cào cái lớp bạc này ra và vào cái link bảo hành chấm anh Quê Quắt này là sẽ được bảo hành điện tử luôn. Rồi, ok, mẫu đồng hồ này có size mặt là như sau. Đây tôi sẽ đo trực tiếp cho anh em để anh em có thể ướm được của tay mình nhé. Size mặt của em nó là có 36,7 đó, size mặt rất là bé, và nó là không phải là bé lắm, nhưng mà đây là một size mặt là dành cho những bạn nào là có cổ tay nhỏ đấy, khoảng 16 đổ xuống là đeo mẫu đồng hồ này rất là ok, chuẩn là 38 luôn đây anh em nhé. Đấy, vừa tôi đo nó hơi lệch đó, size 38 nhé. Độ dày của em nó này, độ dày của em nó 9,4 đấy, tôi tại thuận tay trái nó cầm nó hơi bị ngược cho nên anh em thông cảm nhé đó. Và phần đây, phần này dây da đấy, dây da dập dây cá sấu rất là ok luôn à, chính hãng Casio Japan này, Nhật Bản đây đó. Đây là phần sau của em nó đây, phần sau đáy của em nó đây, phần sau đáy của em nó bao giờ cũng có cái tem chính hãng đây, anh Quê Quắt đây. Vâng, cái tem này là được in tại nước Đức anh em nhé, đây là cái tem này được in tại nước Đức luôn đấy, chứ không phải ở Việt Nam mình in được đâu. Rồi, thông số kỹ thuật có nằm ở trên dây nữa đây anh em nhé. Đây này, Tokyo Nhật Bản này đó, cái nhà phân phối các thứ đầy đủ ở đây này. Đây này anh em này, thông số kỹ thuật các thứ, nhà phân phối sản xuất này đấy, xuất xứ này Trung Quốc này, năm bao nhiêu này đó, nó đầy đủ các thông số cho anh em, hướng dẫn sử dụng các kiểu đầy đủ trên cái phần dây này, phần tác này đó. Thế còn em nó thì có giá là 914.000 đó. Anh em cũng phải hiểu được rằng này nhé, nhiều khi là mẫu đồng hồ Casio nó là thương hiệu của Casio, nhưng có thể là phần dây hoặc phần khóa hoặc là bất cứ một phần nào đấy có thể sản xuất tại Thái Lan, Trung Quốc hoặc ở tại Việt Nam cũng có đấy, cho nên là nhiều khi là anh em cứ bảo là hàng nọ hàng kia đấy, cho nên là anh em cũng phải lưu ý vấn đề này nhé đó. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ hai trong buổi review hôm nay thì đây trước mắt anh em đây là một mẫu đồng hồ được đánh giá là cũng rất là đẹp luôn. Về mặt dial được thiết kế là có lịch thứ ở trên cọc số 12 giờ, lịch ngày ở cọc số 6 giờ, và độ chịu nước của em nó là 5 ATM, mặt kính khóa chất liệu là vỏ thép 316L đấy, và dây da đấy, dây da dập cá sấu anh em nhé đó. Đây là phần khóa đây, rất là ok đây, phần cạnh này đấy, tất cả được mạ viền mạ bóng hết đấy, được mạ PVD bóng. Và kim giờ và kim phút là kim phút chì và có đính dạ quang sáng và ban đêm. Đó anh em nhé, khi ban đêm này anh em nhìn này là sáng và ban đêm cho anh em đó. Size mặt của em này, rồi cho anh em xem luôn, không nhầm thì size 40, đúng rồi anh em ạ, size 40,5 40 này. Đấy, chính xác là sao, size của em nó là 38,5 anh em nhé, size của em nó là 38,5 và độ dày, và độ dày là 9
độ dày là 1 phân đi. Đấy, độ dày là 1 phân. Có nghĩa là độ dày của em này rất hợp lý so với cái mặt đồng hồ này. Tôi đánh giá là mẫu đồng hồ này rất là ok luôn. Mà mẫu đồng hồ này tôi nói thật với anh em là bán rất là chạy luôn tại thị trường Việt Nam cũng như toàn thế giới luôn. Và đây, mã của nó là MTP1381L 7AVDF và giá là 1.530.000. Đó, đây cũng là cái tem bảo hành đây cho anh em đây. Đây, tem chống giả bảo hành cho anh em nhé. Anh em nào mà bảo đây là hàng nhái, hàng giả tôi đền cho anh em gấp 10 lần luôn. Và cũng nhân tiện đây thì cũng nhờ anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ nước mắt chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thì ở đây, đây là mặt sau anh em nhé, đây là mặt sau của em nó đây. Đấy, có thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này ở đây đó, và tem anh Khuê Quắt đây, tem vàng của anh Khuê Quắt đó. Bạn nào mà mua đồng hồ mà không có tem vàng này thì 100% hàng sách tay hoặc hàng nhái thôi nhé. Chỉ có hàng của anh Quế Bắt đây thì mới có cái tem này thôi. Đó, mặt được thiết kế rất là đẹp luôn. Xẻ quạt đây này anh em này, xẻ quạt được phần mặt tay ồ rất là yêu luôn. Đấy, độ chuẩn nước 50m này. Đó. Đấy, quá là đẹp đúng không ạ? Tôi đang quay video tại trung tâm thương mại Savico Long Biên cho nên là tiếng nó cũng hơi ồn, bởi vì tôi muốn làm cái gì đó nó thực tế nhất cho anh em. Đấy, cho nên là tôi quay tại nơi bán hàng luôn, chứ không phải là một phòng phía nào đó, để nó có cái khách quan nhất cho anh em. Vâng, bây giờ ta đến với mẫu đồng hồ thứ ba trong buổi review hôm nay. Thì đây trước mắt anh em đây cũng là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá cũng rất là cao, bởi vì cái độ thẩm mỹ của em nó. Về mặt dial thì đây anh em nhìn đây là thiết kế mặt màu đen, đấy, viền men gen này, đấy, rất là nổi luôn, rất là đẹp, thiết kế rất là yêu luôn. Đấy, dây da màu đen, đó, vành khóa bóng ngựa anh em nhé, khóa bóng ngựa. Đấy, độ chịu nước là 50m, mặt kính khoáng, chất liệu thép 316L. Rồi, rất ok. Cũng được thiết kế phần lịch cười ở cọc số 6 giờ. Đấy. 12 giờ và cọc lịch ngày ở cọc số 6 giờ đây. Đó. Được trang trí những cái thông số ở trong này rất là yêu luôn anh em ạ. Và cũng có sáng dạ quang vào ban đêm cho anh em. Đây. Ban đêm này sáng quắc lên cho anh em nhé. Rồi, size mặt của em này thì tôi đoán là cũng 38 thôi. Tức là dành cho những bạn nào có cổ tay từ 16, 15, 14 thì đeo mẫu đồng hồ này rất là ok. Đây, 38,1 hoặc là 38 đi. Đó, đây. Hoặc là 38,5 cũng được. Đây, 38 chuẩn lên đây này anh em này. Đó, size 38 và độ dày này. Độ dày của em nó là 9,6. Đó, rất là ok luôn. Mẫu đồng hồ này là bán rất chạy luôn anh em nhé. Vần như về là hết hàng. Đấy, cho nên anh em nào xem video là ưng, nên mẫu nào là quất luôn con nhà bà Lâm. Đấy, cho nó nhanh. Mã của em nó là MTP1370L 1AVDF và giá là 1.431.000, quá rẻ đúng không ạ? Chưa đến 2 triệu đồng mà anh em đã sử dụng ngay một chiếc đồng Casio chính hãng thì tôi nghĩ là quá hợp lý luôn. Mua tặng cho mình hoặc là tặng cho người thân tôi nghĩ là không có gì hợp lý hơn. Quá tuyệt vời. Rồi. Rồi, sang đến mẫu đồng hồ thứ tư trong buổi review hôm nay. Thì đây trước mắt đây là một mẫu đồng hồ có thiết kế là hơi mang tính thể thao một chút, đó là có lịch thứ này. Đấy, và lịch ngày đây, lịch ngày bên này, lịch thứ bên này và vòng 24 giờ. Đấy, vòng 24 giờ. Đấy, vòng 24 giờ này nhiều anh em cũng không biết là nó để làm như thế nào, để làm gì. Đây thì tôi cũng có thể vặn cho anh em xem. Thì có nghĩa là như thế này đi, ví dụ là nó nếu mà là 12 giờ trưa thì nó sẽ chỉ vào 12 giờ dưới cái cọc số bé dưới này anh em nhé, cọc số 6 giờ này. Nếu mà 12 giờ đêm thì nó sẽ chỉ lên 24. Đấy. Đây tôi vặn cho anh em nhìn này. Đó, nếu mà đây là 12 giờ đêm. Đó. Đấy thì nó sẽ chỉ lên 24. Đó, đây. Đó. Thì bây giờ ví dụ là đây này, đây nhá. Là 6 giờ sáng này. Đấy, 6 giờ sáng thì nó sẽ chỉ vào 6 giờ sáng ở đây. Đó. Ví dụ là 10 giờ đây, 10 giờ thì nó chỉ vào 10 giờ đây. Đó, nó sẽ chỉ vào 10 giờ ở đây anh em nhé. Thì có nghĩa là để cái này phần này để làm gì? Thì để mình chỉnh lịch thế này anh em ạ, chỉnh lịch, chỉnh ngày này. Đó, chỉnh hai cái ô tròn này này thì nó sẽ biết được, mình sẽ biết được là chỉnh vào ban sáng hay ban chiều. Nếu như mà chỉnh vào ban ngày thì nó sẽ là chuẩn hơn vào ban đêm. Đấy, cho nên là để mình biết được mình chỉnh lịch cho nó chuẩn. Đó là như vậy. Và cũng có kim dạ quang sáng vào ban đêm đây anh em nhé. Đó. Mặt được thiết kế là xẻ tia đây, tia này, tia này. Long lanh luôn anh em nhé. Và quá đẹp luôn. Đấy. Quá đẹp. Đây, phần dây da này là phần dây da nâu. Đó, khóa bóng ngựa nhé, khóa bóng ngựa này. Đấy, đây, mặt cạnh của em nó này.
đấy, mặt cạnh này quá đẹp đúng không ạ? Rồi sai mặt của em nói cho nào. Sai mặt của em nó là 40 anh em nhé, sai mặt là 40, đây 40, chuẩn được 40 luôn. Và đồ giày này, đấy, đồ giày là 9,1 và 9,0 đi, đây 9,0, tròn là 9,0. Thì mẫu đồng hồ này tôi sẽ đeo thử lên tay cho anh em xem để anh em có thể cân đối nhé. Cổ tay của tôi là 18, đấy, thì là anh em đeo vào là rất là ok. Đeo thử lên tay luôn cho anh em. Rồi, đây anh em này, đây là em Casio này. Đây, lên tay rất là đẹp đúng không anh em? Đó, cực đẹp luôn. Size tay của tôi thì phải đeo là khoảng tầm 42 thì nó sẽ là đẹp tay hơn. Đấy, tuy nhiên 40 lên tay cũng không hề xấu đúng không anh em? Nhìn quá đẹp luôn đấy chứ, hợp lý luôn đấy đúng không nhỉ? Đó, rồi mặt sau của em đó nào. Đây, em chống giả của anh Quevat này. Thông số kỹ thuật của em nó này, mã của em nó này, đầy đủ các chức năng. Rồi, rồi chữ nước của em này cũng là 5 ATM, cho phép anh em đi mưa rửa tay tắm nhẹ thoải mái được. Tuy nhiên dây da thì anh em cũng phải lưu ý là nên giữ gìn một chút, chứ không là nhanh nó hao nhanh hỏng dây. Nếu mà chúng nước nhiều, nhất là nước mặn nước miếng hoặc là xà phòng thì biết là nó nhanh hỏng dây của mình, cho nên anh em mình dùng cũng phải giữ gìn một chút thì nó sẽ bền lâu cho anh em. Đó, mẫu đồng hồ này rất là tuyệt vời đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Rồi sang đến mẫu đồng hồ thứ 5, cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong buổi review hôm nay. Thì anh em tín đồ của Casio thì cũng không lạ lẫm gì cái mẫu đồng hồ này, bởi vì mẫu đồng hồ này nó cũng ra là khá lâu lâu rồi, cũng nhiều năm rồi, nhưng mà đây vẫn là một mẫu đồng hồ bán chạy và được ưa chuộng trên toàn thế giới luôn đấy. Không phải nói phét, vừa rồi tôi cũng bán cho một anh là một chiếc đồng hồ giống như thế này luôn, nhưng là phiên bản dây thép anh em nhé, vừa bán xong luôn. Thì đây là một mẫu đồng hồ tôi đánh giá là cũng rất là dễ ưa nhìn đấy, viền viên ren được khắc kiểu dạng như Rolex anh em này, răng cưa này đấy, hai mặt này. Đấy, cũng độ chịu nước là 5 ATM và lịch ngày ở cọc số 3 giờ. Đấy, kim mút chì sáng, dạ quang sáng vào ban đêm. Đó, cũng rất là đẹp luôn. Dây da, đấy, dây da là có không chỉ trắng để tạo thêm cái vẻ thẩm mỹ cho mẫu đồng hồ này. Đấy, mặt màu đen. Đấy, cực kỳ sang chảnh đấy anh em ạ. Mẫu đồng hồ này là mẫu đồng hồ cũng bán khá chạy luôn. Bởi vì nếu mà những cái mẫu đồng hồ ấy, anh em phải hiểu rằng những cái mẫu đồng hồ nào mà không bán chạy thì hãng người ta cắt mẫu luôn. Đấy, những cái mẫu đồng hồ mà còn bán chạy thì họ vẫn còn sản xuất. Mẫu đồng hồ này thì tôi cứ cho nó là khoảng 38,5 anh em nhé. Đây 38,5 đi. Đấy. Bởi vì nhìn nhiều khi mình đo mình xê dịch một chút ở cái phần hai bên này này thì nó cũng sẽ xê dịch một chút, một vài ly nho nhỏ gì đó. Đây này. Đấy 38,5 đi, độ dày này. Độ dày nó là 9,9 coi như là 1 phân đi. Đó ok, 1 phân. Đó. Thì mẫu đồng hồ này lên tay cũng rất là đẹp luôn. Anh em là có cổ tay khoảng tầm 17, 16, 15 đeo mẫu đồng hồ là tôi nghĩ là không còn gì phải bàn luôn. Tôi nghĩ là rất là dễ đeo luôn. Đó, anh em có thể chứng ngưỡng một lần nữa nhé. Này, mặt màu đen cũng xẻ tia đấy anh em nhé. Nhìn là xẻ tia là bắt ánh điện đây này. Đây này, lấp lánh đây này. Đấy, xẻ tia hoặc xẻ sao ấy đây này. Đó, đấy, mẫu đồng hồ này rất là yêu luôn. Rồi, xem mẫu đồng hồ này giá của em nó là bao nhiêu nè. Mẫu đồng hồ này là giá là 1.283.000 và mã của em là MTP120 1302L 1AVDF. Đó, đây cũng là thẻ bảo hành cho anh em luôn. Đấy, anh em nào vào đây là hàng nhái thì tôi đền cho anh em gấp 10 lần luôn. Và cái mẫu đồng hồ thứ tư vừa rồi ta xem là cũng quên chưa xem giá thì phải nhỉ. Ok, xem giá của nó là bao nhiêu nào để anh em biết nào. Rồi, mã của em nó đây là MTP V003L 7AVDF này, 1.530.000, có phải là quá rẻ đúng không ạ? Chưa đến 2 triệu đồng mà anh em đã sử dụng ngay một chiếc đồng hồ chính hãng rồi. Rồi, sản phẩm của chúng tôi hiện tại thì đang có bán tại hệ thống đồng hồ dơ vắt của chúng tôi. Đây anh em này, đấy, logo của gian hàng chúng tôi này, hệ thống này. Đây, đồng hồ dơ vắt chúng tôi này, có số hotline này, địa chỉ rất là rõ ràng luôn anh em nhé. Có website là dơvắt.com.vn này, dơvắt.vn này. Đấy, có địa chỉ là bán tại tầng G trung tâm thương mại The Garden này, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đấy, và tầng 1 trung tâm thương mại Savico nhé anh em nhé. Và cái địa chỉ này hiện tại là tôi chưa đổi được trên cái card visit, cho nên thành thử ra là nó vẫn còn nằm ở đây. Hiện tại tôi đã chuyển cái gian hàng ở bên này về bên Savico Long Biên, và bên kia nó bán cái thời Covid nó hơi ế ẩm, cho nên là phải chuyển về bên mới anh em nhé. Đó, có địa chỉ rõ ràng, anh em có thể lên web xem các mẫu đồng hồ khác ở trên web hoặc các thương hiệu đồng hồ khác ở trên web của chúng tôi đều có anh em ạ.
Vâng, thì đi kèm với sản phẩm chính hãng này thì bao giờ cũng gồm có một chiếc hộp. Đây anh em này, một chiếc hộp chính hãng đây. Đấy, do anh Khuê vắt đây. Đấy, đây một chiếc hộp, ở trong có một quả bông. Đó, một chiếc hộp chính hãng và một chiếc túi đi kèm. Đây, một chiếc túi đi kèm. Đây, một chiếc túi của chính hãng luôn. Đấy thì, ở đây thì nó có các thông số đây anh em nhé. Ví dụ chẳng hạn đây, các trung tâm bảo hành của Việt Nam đây, gồm có địa chỉ ở Sài Gòn này. Đây, đây, Hồ Chí Minh này, Hà Nội này và Đà Nẵng này, miền Nam miền Bắc có hết đây anh em nhé. Đây này, có đầy đủ luôn thông số kỹ thuật văn phòng đại diện đó. Anh em mà mua hàng nhái hàng giả thì lấy đâu ra cái này. Đây anh em nhìn nhé, đầy đủ thông số cho anh em, địa chỉ rõ ràng để anh em bảo hành ở miền Bắc miền Nam yên tâm luôn, không phải nghĩ về cái chế độ bảo hành của Casio. Và họ rất quan tâm đến vấn đề hậu mãi, cho nên là anh em thoải mái không phải lo về vấn đề bảo hành. Thì phần cái phần túi này thì thường chúng tôi là không gửi cho anh em, bởi vì là nó nặng thêm cái chi phí nếu mà anh em ở xa ship đấy, thì cho nên là phần túi thường không gửi mà đóng vào cái hộp của bên bưu điện, người ta có cái hộp sẵn này, chúng tôi hay gửi qua cái hộp đóng vào cái hộp đó. Ok, thế là trên 5 mẫu đồng hồ này anh em kết được mẫu nào hay không thì comment dưới video này hoặc gọi điện cho chúng tôi qua số hotline Zalo trên màn hình. Vâng, và anh em có thắc mắc gì cũng có thể comment dưới video này để chúng tôi có thể giải đáp cho anh em những cái gì cơ bản nhất của anh em nhé. Vâng, thời gian thì cũng không còn nhiều, anh em xem video hãy nhớ đăng ký kênh, like, share và chia sẻ để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ Đức Quất chúng tôi ngày càng làm những video ý nghĩa hơn nữa, hay hơn nữa và review những sản phẩm tốt hơn nữa cho anh em trong thời gian tới. Và cũng kính chúc anh em sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.